Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chống gian lận đem lại giá trị thật cho Việt Nam. Ngày 25 tháng 12, trang mạng Việt Nam Hacker Suppress.com có bài viết Xuất khẩu gian lận của tác giả Dương Ngọc Thái. Tác giả cho hay, ít người biết Microsoft, Google và Meta có một điểm chung. Họ đều có đội dành riêng chống gian lận từ người Việt. Theo tác giả, mới đây Microsoft thông báo phát hiện 3 người Việt tạo hơn 750 triệu tài khoản giả, gây thiệt hại hàng triệu đô la. Tác giả đoán, ba anh bạn này viết chương trình máy tính để tạo tài khoản tự động. Mỗi giây tạo được 100 tài khoản, chừng 100 ngày là xong. Tạo từng ấy tài khoản để làm gì? gian lận, click quảng cáo giả, nhận tiền khuyến mãi, phục vụ nền kinh tế ảnh hưởng như cài view giả, bán like giả, bán người theo dõi giả, bán đánh giá, bầu chọn giả. Và đây là hình bài trên trang mạng VN Hacker, Substress.com. Tác giả từng gặp đội chuyên chống gian lận từ Việt Nam ở Google, nghe họ kể về khả năng lách luật của người Việt mà thấy hết sức thân thuộc. Chẳng hạn như công ty khuyến mãi 100 đô la cho khách hàng mới, ngay lập tức xuất hiện hàng loạt tài khoản giả. Một người bạn của tác giả kể rằng, trong lúc phỏng vấn, đại diện Meta rất phấn khích khi biết anh ấy là người Việt. Họ nói có dự án rất phù hợp, khi vào làm, người bạn này mới biết đó là dự án chống gian lận từ Việt Nam. Năm 2018, khi nhiều nhà báo và người có ảnh hưởng bị Facebook khóa tài khoản, tác giả có tìm hiểu các thủ thuật lừa Facebook khóa tài khoản bất kỳ. Tác giả rất bất ngờ khi các tài năng Việt đã nghĩ ra những năm cách khác nhau với những chiêu khó đỡ như nộp giấy chứng tử giả, khiến Facebook tưởng nạn nhân đã qua đời, không cho cập nhật trang nhà nữa. Tác giả nhạo bán, vô tê sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của người khác, còn Facebook không thể ngờ để ngăn người khác nói một số người Việt dám cả gan làm giả cả hậu khẩu của Diêm Dương. Và đây là hình hãng bảo mật Quýt công bố kết quả điều tra về nhóm người Việt tạo tài khoản DuckTail. Ngoài gian lận bằng tài khoản giả, người Việt cũng khét tiếng thế giới với những mánh khóe cướp tài khoản. Tác giả liệt kê một số vụ đình đám như sau. Bốn người Việt chiếm tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp, gây thiệt hại 36 triệu đô la. Một nhóm người Việt tạo tài khoản đất theo cũng đã để chiếm tiền quảng cáo trên Facebook. Tác giả dẫn lời một người bạn ở Meta nói rằng, bọn nó giỏi thật, anh à, nghĩ ra bao nhiêu cách mà chính tụi em cũng không nghĩ ra được. Mình mới sửa hôm nay, hôm sau chúng lại nghĩ ra cách gian lận mới. Tác giả đánh giá chiếm đoạt tài khoản người khác rõ ràng là phạm pháp. Tạo và dùng tài khoản giả để trục lợi bản thân cũng không đem lại ích lợi gì cho thế giới, ngoại trừ khiến chi phí làm ăn với Việt Nam cao hơn so với các nước vì làm gì cũng phải tiền kiểm, hậu kiểm. Và đây là hình Việt Nam cần trở thành một phần của giải pháp cho các vấn đề của thế giới. Tác giả tin không ai thích đất nước mình bị thế giới e ngại. Ai cũng muốn Việt Nam giàu mạnh, được thế giới tin tưởng, nể trọng. Muốn vậy, Việt Nam phải tạo ra thứ thế giới cần, tức là phải trở thành một phần của giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Lừa đảo, gian lận trực tuyến là một vấn đề nhức nhói nhưng việt nam không những chưa giúp được gì mà còn đang làm mọi việc tệ hơn tác giả cho rằng muốn giải quyết vấn đề trước tiên cần phải thừa nhận có vấn đề việt nam đang xuất khẩu gian lận nếu không sớm giải quyết uy tín quốc gia càng suy giảm chi phí giao thương làm ăn với các nước càng tăng tác giả cho biết thêm ông may mắn chọn được một nghề mà tác giả được trả tiền để nghĩ ra những ý tưởng xấu xa nhất công việc hàng ngày của tác giả là tìm cách lừa người khác để giúp họ không bị lừa đội của tác giả nghĩ ra những cách đánh lừa hệ thống phần mềm để giúp thế giới xây dựng những hệ thống vững chãi hơn gian lận và chống gian lận kỳ thực là hai mặt của một vấn đề không thể chống gian lận nếu không biết cách gian lận vậy thì việt nam đang sở hữu những bộ não chống gian lận thuộc hàng tốt nhất thế giới đây là thứ mà nhiều người cần là giá trị thật mà Việt Nam có thể đem lại cho cả thế giới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chống gian lận đem lại giá trị thật cho Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao báo đảng đồng hành cùng ma tăng lừa dối dân chúng? Ngày 28 tháng 12, blog gió bớt trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận Ma tăng, báo đảng, cặp đôi hoàn hảo lừa người, dối Phật. Tác giả đề cập đến những thông tin sặc mùi lá cải, phản phất mê tín được đăng trên các báo chính thống mấy ngày qua về việc chùa Ba Vạn trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật và được hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Tác giả cho biết khởi nguồn thông tin này chính là đồng chí Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vạn một thời lừng lẫy, hốt tiền oan gia trái chủ và sáng kiến khất thực thu tiền nhân đại lễ Vu Lan. Nay thầy Thái Minh xảo ngôn trên Facebook thúc giục đám con nhang móc túi cúng dường sợi tóc, hệt như trò oan gia trái chủ trước đây. Và đây là hình bài blog Gió Bất trên RFA. Tác giả cho rằng vụ sợi tóc 2.600 năm này, một loại tờ báo quốc danh cùng nhảy vào mâm cổ như Thanh niên, đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiền phong của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản, người đại biểu nhân dân của Quốc hội, và rất nhiều tờ báo khác cùng khuếch đại. Tác giả nhận xét, sau thời gian bị đình chỉ, hiện nay thích Trúc Thái Minh đã được phục hồi, thậm chí có thăng chức trong Trung ương Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Trong đó có chức phó ban truyền thông Trung ương. Tiếng nói Thái Minh chính là tiếng nói của giáo hội, quyền lực, tiền bạc trong tay Thái Minh, nên báo đảng và ma tăng đồng thanh đồng hành, đồng lõa là chuyện bình thường. Theo tác giả, thông tin lừa dối hoang đường của báo thanh niên lập tức bị dư luận phản ứng. Nhiều người chỉ ra rằng mạng mua bán Shopee hiện đang rao bán đầy loại cỏ có tính năng ngon ngoe y hệt sợi tóc xá lợi Phật của Thái Minh. Báo thanh niên lập tức có bài đỡ gạt là xá lợi tóc Đức Phật 2.600 năm trưng bày ở chùa Ba Vàng gây hoài nghi. Và đây là hình bình luận ngắn mà sâu cai của nhà báo tâm chánh. Bài báo này mượn lời chức sắc Phật giáo quốc danh, quan chức địa phương Quảng Ninh, kiểu không biết, không nghe, huề cả làng như sau. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh cho biết rằng Chúng tôi chưa nắm được thông tin về việc Chùa Ba Vàng trưng bày xóa lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước. Giáo hội cũng chưa nhận được thông tin liên quan còn một lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh thì cho rằng chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi là việc nội tự, không cần phải xin phép. Đơn vị cũng cử cơ quan chuyên môn để làm rõ thông tin sự việc trên. Tác giả cho biết, nhà báo Nguyễn Dân đã làm cuộc điều tra bỏ túi, vạch ra sự dối trá của thông tin từ chùa Ba Vàng và báo Thanh niên. Theo kết quả điều tra của Nguyễn Dân, chùa Ba Vàng cho hay xá lợi tóc của Phật Thích Ca được thỉnh từ chùa Parami của Myanmar. Nhưng ở Myanmar, chùa nổi tiếng nhất là chùa Saudagan ở Yangon. Ngôi chùa này, ngoài nổi tiếng vì được giác hàng tấn vàng, thì còn được biết đến là nơi cất giữ 6 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca. Và đây là hình status về kết quả điều tra của nhà báo Nguyễn Dân. Bên cạnh đó, thông tin về chùa Parami khá lẫm bẩm. Đại khái năm 1979, thầy Sayago, trụ trì chùa Barami, đã đi khắp các nước để thu thập các mẫu vật được tin là xá lợi của Đức Phật và các đệ tử của Ngài, rồi sau đó thành lập ra bảo tàng xá lợi vào năm 2019 tại Malaysia để lưu giữ các xá lợi đó. Hoàn toàn không có thông tin xá lợi tóc ngọ ngoại của ông Thái Minh chùa Ba Vàng Đáng nói là Nguyễn Dân đã nêu lên vấn đề cốt lõi của Phật pháp là giáo lý phải thoát bằng sự giác ngộ của con người chứ không phải do phụ phép siêu nhiên nào. Phật không yêu cầu lễ bái dù theo pháp môn nào cũng hướng Phật tử thực hành giới tịnh tuệ chứ không phải chăm chăm vào việc cúng dường. Tác giả tiếp tục dẫn nhà báo tăng Bá Sơn nêu câu nói quan trọng của Đức Phật trong kinh Kim Cương một kinh điển mẫu mực của Phật giáo đại thừa. Này tu bồ đề, cái thân tướng này không phải thật là thân tướng của Như Lai. Tác giả kết luận, đã quá rõ, chuyện sợi tóc 2.600 năm của Đức Phật vừa là trò lừa trẻ con, kính lễ cúng dường, cho dù là với sợi tóc thật của Đức Phật thì cũng là hành vi tà đạo. Tại sao chính quyền, đảng quang vinh lãnh đạo toàn diện lại nhắm mắt làm ngơ cho Ma Tăng Thái Minh đồng hành với báo đảng, lừa bịp móc túi dần. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao báo đảng đồng hành cùng Ma Tăng lừa dối dân chúng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới